hỏi đầu tiên trong buổi pháp thoại ngày hôm nay. Có một Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Mi Đà Phật, con Bạch Thầy hoan hỉ cho con hỏi một câu ạ. Gia đình anh rể con ở Bắc Sơn, Lạng Sơn, gia đình theo đạo Thiên Chúa, có thờ một tượng Đức Mẹ. Nay anh rể con mất sớm, cả gia đình đều muốn theo Phật, nên đã đến nhà thờ Bạch Thầy để xin giải ban thờ và xin gửi tượng Đức Mẹ vào nhà thờ. Nhưng Thầy ở nhà thờ lại bảo gia đình không thờ nữa thì mang ra suối mà vứt. Gia đình chị con không biết phải làm thế nào, nên nhờ con Bạch Thầy, kính mong Thầy hoan hỷ bảo cho chị con phải làm thế nào ạ. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta thấy có một Phật tử hỏi cho người thân. Nói gia đình trước đây có theo đạo Thiên Chúa và có thờ tượng của Đức Mẹ, nhưng bây giờ anh rể đã mất rồi, cả gia đình giờ muốn theo Phật. Đi ra hỏi Đức Cha trông coi nhà thờ đó, nhờ làm lễ để không thờ tượng ở trong nhà nữa. Thì vị cha đó nói rằng là gia đình không thờ nữa, đem ra suối mà vứt. Đem ra suối mà bỏ đó. Cái này thì chúng ta thấy rằng ở trong đạo Phật chúng ta cũng thế, kể cả Đức Phật hay là Đức Chúa thì cũng như vậy thôi. Không có ai là bắt chúng sinh là phải theo mình cả. Đức Phật cũng vậy mà Đức Chúa cũng thế. Có mỗi là cái người trần chúng ta thôi, như đạo Phật chúng ta là các sư, là tăng ni. Còn bên Công giáo, bên Thiên Chúa đây là Đức Cha và các vị linh mục. Đấy. Thì tùy theo những cái hành xử của các vị đó. Ví dụ như ở đạo tràng chúng ta, các Phật tử mà trước đây có thờ Phật, có tranh ảnh hoặc tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, bây giờ nếu không muốn thờ nữa hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó của cá nhân cũng như là của gia đình, chúng tôi thường khuyên là nên tụng kinh Địa Tạng khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày để trình bày cái việc đó là mình vì sao lại không thờ nữa. Có hoàn cảnh gia đình hoặc vợ chồng không đồng nhất, hoặc rằng con cái không cho, vân vân. Có rất nhiều những cái lý do khác nhau. Hoặc rằng mình muốn cải đạo để theo một tôn giáo khác. Chúng tôi thường khuyên là thôi nếu mà có tâm thì tụng kinh lễ tuần hoặc 3 tuần gì đó để mình trình bày cái việc đó là thôi mình không có điều kiện để thờ tranh ảnh hoặc tôn tượng chư Phật Bồ Tát, bát hương của chư Phật Bồ Tát nữa, thì mình cũng có thể làm lễ mình xin hạ, hoặc rằng mang cái tượng đó, cái tranh ảnh đó ra ngôi chùa gần nhất, hoặc là mang về chùa Khai Nguyên cũng được. Chúng tôi những sau này tượng mà còn tốt còn đẹp, tranh ảnh tốt đẹp thì để lên trên Tam Bảo hoặc trong hậu cung. Sau này nhà nào có duyên thỉnh thì cho họ thỉnh. Đã thỉnh miễn phí thôi, không phải là bán. Nhà chùa thì không bán những cái đồ đó, thế giao duyên cho người khác. Còn mà nếu nó hỏng rồi thì cứ bảo họ mang tới chùa, nhà chùa sẽ làm lễ sao tùy duyên. Có thể là bao giờ thì có cái tháp nào đó hoặc là trong bệ thờ nào đó thì chúng tôi làm lễ và để an trí vào trong cái lòng tháp hoặc là cái lòng ban thờ ấy. Hoặc là cũng có thể một cái biện pháp mà ngày xưa các cụ hay làm, đó là đem ra cái dòng sông nước sạch, mình làm lễ xong rồi mình thả xuống sông để cho mát mẻ. Đấy, giống như đấy là cái bát hương bát khói chúng ta không thờ nữa, hoặc thay bát hương thì đồ thờ thì thường hay làm như vậy. Thì cái tượng cũng thế, cũng có thể làm điều đó. Nếu như bạn bè mà có người bạn bè nào mà họ thờ mà họ chưa có tượng thì chúng ta đem biếu họ, đem cúng họ là cái tốt nhất. Mà không biếu không được, cúng không được thì cái phương pháp cuối cùng đó là nếu mà nhà chùa hoặc là các vị linh mục, các đức cha đó không giúp cho, chúng ta cũng có thể làm lễ đem ra cái sông nước sạch chúng ta thả xuống đó thì cũng được, không sao. Cái đấy thì trong nhà Phật chúng ta trước đây thì cho đến bây giờ thì cũng thường làm như vậy. Còn Phật tử này nếu mà sợ không biết đem gửi đi đâu thì hôm nào cứ mang xuống chùa đấy cũng được, không sao. Chúng tôi sẽ xử lý cho. Ví dụ như các đức cha hoặc các linh mục ở Sơn Tây này chẳng hạn, chúng tôi cũng hay thường thỉnh thoảng hay ngồi nói chuyện với các cha, các linh mục. Cũng có thể mang xuống đây, xong rồi chúng tôi sẽ gặp các vị, chúng tôi nói với các vị sẽ chuyển cái pho tượng Đức Mẹ đó đến gửi ở trong nhờ các vị linh mục, các đức cha ở trong nhà thờ ấy, họ sẽ xử lý theo cái tôn giáo và tín ngưỡng của tôn giáo của các vị ấy, của các bạn ấy đó. Cái trường hợp này thì cũng không nặng nề gì lắm. Nếu ở trên đó không xử lý cứ mang xuống đây, thầy sẽ gửi đi cho, không phải lo lắng lắm.